Nguyên liệu bạn xem trong phần mô tả giúp mình. Về cách làm thì trước hết bạn cân tất cả các nguyên liệu và nước cũng phải cân luôn. Những cái loại bột mà mình làm á, thì cho các bạn xem mấy cái vỏ đó. Vỏ vừa rồi là bột năng, còn bây giờ là bột khoai tây nè. Thì tất cả các loại bột á, bạn mua thương hiệu nào cũng được, không có quan trọng đâu. Cái chính là bạn phải cân cho đúng chuẩn. Cái thứ hai nữa là khi mình làm á, cái cách làm bạn để ý những cái mẹo của nó là ra được những cái sợi bún nó ngon. Khi mà nước thật sôi rồi á, thì mình cân rồi mình cho bột gạo vào trước, trộn thật là đều lên. Mình trộn, vừa trộn đều là nó hút hết nước à. Rồi bạn cho bột năng vào, trộn lên. Sau đó thì cho hết mấy cái nguyên liệu còn lại vào, rồi trộn lên. Cách làm đơn giản ha. Lý do mà mình phải trộn bên ngoài trước vì mình để vào máy á, máy nó trộn không có được đều đâu. Vì những cái máy này họ sản xuất ra chủ yếu là làm bột mì, là làm mì sợi đó, chứ không phải là làm bún, bánh canh hay phở của mình. Còn người Việt Nam của mình á, thì mấy anh chị đi trước rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm, họ thí nghiệm bỏ rất là nhiều loại bột rồi họ chia sẻ cho mình về cái cách làm bún này, thì cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Liên Rồm hả, chị coi của một cái trang khác nữa, rồi chị lấy cái đó chị thí nghiệm trước rồi chị chia sẻ lại, rồi mình vô tình thấy được cái video đó, rồi mình làm theo cái cách này là cũng mình làm lại cái công thức nó hơi khác đi một chút nữa. Hy vọng là các bạn làm được thành công ngay lần đầu tiên giống như mình làm. Cái loại bún này là mình làm thành công ngay lần đầu tiên luôn nè. Mình trộn thật là đều lên, rồi bây giờ mình cho vào trong máy. Cái cách mình trộn trước á, là cũng là trợ giúp cho cái máy của mình á, nó không có bị hư nhanh. Đó, bật cái nút khởi động, nút nguồn rồi nút khởi động, chỉ cần hai cái nút đó thôi là mình làm ra được bún rồi nha. Sau khi nó trộn hết 3 phút thì nó tự động nó ép ra luôn. Đó. Sợi bún của mình lúc đầu nó không có được đẹp đâu, nó bị đứt á. Thì bạn yên tâm, bạn cho nó ép ra hết rồi sau đó mình cho vào microwave, tức là lò vi sóng, mình cho vào lò vi sóng hâm 1 phút rồi mang ra cho vào máy nhồi tiếp. Mình để nhầm cái khuôn làm phở rồi, bây giờ mình thay cái khuôn làm bún nha. Mình làm bún sợi to, nếu bạn thích làm bún sợi nhỏ thì bạn thay khuôn bún sợi nhỏ. Máy mới ra Philips này nó hay có cái là nó được 8 khuôn tổng cộng luôn, thích lắm. Bây giờ mình đã cho vào microwave rồi và mình cho vào máy nè, ép lần 2 nha, tự trộn và ép lần 2. Nó vẫn hai cái nút ban đầu là mình chia sẻ, mở máy rồi bấm cái nút bắt đầu đó. Khi lần 2 thì bạn thấy cái sợi bún của mình nó ra nè. Đó, bạn thấy ha, nó không có bị rớt mà đứt khúc ra nữa giống như là cái đợt đầu. Nhưng mà mình vẫn chưa có hài lòng nó. Mình cầm vào á, mình thấy nó vẫn còn bị khô, nên là mình đã làm đi làm lại cho đến lần thứ 4. Đó, mình làm đến lần thứ 4. Mình thích ăn cái sợi bún dai, nếu mà bạn thích ăn cái sợi bún nó mềm thì bạn làm đến khi bạn cầm vào bạn thấy nó không có bị đứt nữa là được rồi, bạn mang đi luộc. Còn mình thích ăn cái sợi bún dai nên mình làm đến lần thứ 4, rồi lần thứ 5 là mình cho nó ép ra. Bạn nhớ ha, khi mà bột nó vừa khô hay là bột ướt thì bạn vẫn cho vào microwave 1 phút. Sau khi mà nó trộn ép xong thì mình cho vào microwave 1 phút rồi mình mang ra mình cho vào máy thì nó tự động nó trộn và nó ép. Bạn thấy cái sợi bún của mình nhìn nó đẹp ha, nó dài, nó mướt ra như vậy đó, nhưng mà mình cầm vào nó cũng hơi bị đứt nên mình không thích. Và mình đã cho vào nữa, mình cho nó ép, nó trộn đến lần thứ 5 và lần cuối cùng của mình á, mình thấy cái sợi bún nó dai, nó chắc cái tay hơn, mình rất là thích. Nhìn thì tưởng đâu là cái sợi bún nó dính lại với nhau, nhưng mà mình cầm mình có thể đánh nó không có bị đứt ra tí nào hết. Các bạn thấy là cái cách của mình á, làm đơn giản nhưng mà thành công ngay lần đầu luôn rồi. Các bạn thấy mình cầm không?
Còn hồi trước á, mình không biết á, thì mình cứ nhồi nó có 2 lần à, thì cái sợi bún của mình nó cứ đứt hoài, mình không dám đụng nó luôn á, mình đụng mình sợ nó gãy. Còn bây giờ mình có thể đánh nó được luôn, nó không bị gãy. Và cái công thức này á, bạn không cần phải để sa thanh gươm, cũng không cần phải để bột tằm mì, thì cái sợi bún của mình ra vẫn là dai ngon, y như là bún tươi mà bạn mua ở Việt Nam vậy. Bún làm ra nhiều quá ăn không hết thì mình đã để cho nó tự nó khô. Nó khô thì hiện tượng nó giống như là bún mình mua ở trong bọc với bún khô trong bọc. Đến khi nào ăn thì mình mang ra luộc như cái kiểu bún khô mình mua ngoài chợ. Lần cuối cùng bạn thấy cái hiện tượng á là bột của mình nó hơi bị sần sùi. Nếu bạn không thích thì cứ cắt nó rồi cho vào trong hộp để cho nó trụng và nó ép ra lại. Bột nó ép ra chỉ dính ở cái phần khuôn thôi à, còn bên trong hộp á, nó sạch, nó không bị dính. Thì cái cục bột ngay trong cái khuôn đó bạn có thể là luộc rồi mình ăn, không cần phải bỏ đâu nha. Và nếu bạn không thích thì bạn hãy bỏ. Thành phẩm của mình nè, đẹp quá ha. Cọng bún rời rạc không có bị dính lại với nhau, nó không có hiện tượng bị khô, cũng không có hiện tượng bị ướt nữa. Sợi bún nó tách ra từng sợi, nó săn chắc, đẹp quá. Bây giờ làm khâu cuối cùng cho các bạn coi cho rõ hơn nha. Luộc cho các bạn coi một ít, phần còn lại thì mình để phơi khô. Khi mà nước thật sôi thì bạn cho bún vào rồi cho một ít muối và một ít dầu vào. Mình luộc đến 6 phút thì hiện tượng sợi bún của nó nổi lên trên mặt nước. Lúc này thì mình vớt bún ra rồi cho vào cái thau nước lạnh là mình để sẵn kế bên. Bạn đừng có cho vào trực tiếp ở trên cái vòi, mà cái vòi mạnh, vòi nước mà nó xịt ra nhẹ không sao. Nếu mà cái vòi nước mà xịt ra mạnh quá thì sợi bún của mình nó bị bở ra và nó đứt từng khúc Hiện tượng đó mình đã thí nghiệm rồi nên là mình nhắc nhở các bạn ha. Nhớ ha, cái vòi nước mà nhẹ thì mình cứ để trực tiếp ở trên cái vòi để mình rửa bún. Còn nếu mà vòi nước xịt mạnh quá thì mình cho sẵn 2 cái thau nước đó, mình rửa mình trụng qua. Mục đích của nó là săn chắc lại cái sợi bún của mình. Rồi nhưng mà mình để một hồi á, thì cái sợi bún của mình nó hơi bị dính dính lại với nhau, nên là các bạn rửa thêm qua nước sôi, với mình cho nước sôi sơ ngang một lần nữa bún, thì cái sợi bún của mình á, nó ngon hơn rất là nhiều. Wow, bún ngon quá à. Y như mình mua bún tươi ở Việt Nam á. Mình thấy là khi mà ăn á, thì bạn nên để cho nó nguội, rồi sau đó là bạn cho vào trong microwave 20 giây, hoặc là bạn trụng nhanh qua nước sôi. Sợi bún ngon lắm. Hồi trước mình không thích ăn bún đâu, khi mà qua sang Mỹ nè thì được các chị cho ăn nhiều quá nên bây giờ là mình thích và nghiện luôn, rồi biết làm bún luôn. Mong các bạn thành công. Wow, đẹp quá. Nếu các bạn thấy thích video này hay, các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho mình và theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.